Hello everybody. Welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Tân Đấu La Đại Lục ha. Phiên bản này nghe nói là phiên bản update phiên bản 3.0. Thì Heo cũng chưa nữa, mới vô à. Thì game này đầu vô không cần phải chạy nhiệm vụ đầu game này nọ hả? Nó có phi tướng gì không ta? Đây, phi được mấy con? Đầu vô phi được 3 con 3 ếch. Đó, hình như là lên cái bản mới. Để coi, nghe nói có 2 con tướng mới là tướng nào người ta? 2, 4, 6, 7, 8. À, vậy là chắc lên cho đủ. Trước thì chúng ta chỉ có Hạo Thiên Đường nè, thần ba tẩy ta, rồi thiên sứ, rồi tu la hầm, rồi hình như là gì là la sát bị đông, rồi ninh vinh, rồi hải hầm được tam. Bây giờ nó lên con nhu cốt tiểu vũ nữa hả? Ừ, hình như là lên thêm con này. Trước hình như đâu có con này đâu, như trước chỉ có 7 con hả? Em nhớ là như vậy, tại vì lâu quá heo không chơi con này anh em, hình như là chắc là vậy á. Ừ, hình như là trước là chỉ có tới hải thần đường tam là hết rồi. Vậy là chắc cập nhật thêm con này nè. Ok, nhìn kỹ năng đồ cũng đẹp đấy. Ok, mà trước tiên thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Nó phải lên được level 9-10 đồ này chúng ta mới có cái để mà có cái tính năng để mà chúng ta tìm hiểu thêm hả. Rồi đây là thông tin server nè, Tân Đấu La Đại Lục mở Team Center chính thức khai mở server 11 Hạo Thiên Tông hả? 11 giờ ngày 11 tháng 9 2021 phiên bản free iOS Android free VIP 15 88.000 kim cương dành cho tân thủ, yêu cầu like share này nọ để nhận feed code hả, phần thưởng feed code VIP nhận web, chốt heo hướng dẫn anh em nhận code hả. Ok, rồi ở đây chúng ta lưu ý tham gia đầy đủ nè hả, link code nạp đầy đủ nè. Đó, đây là sơ về thông tin của server hả. Rồi bây giờ chắc chạy nhiệm vụ đầu game một tí cái đã. Đó, chút thì chúng ta sẽ qua bên web chúng ta lấy code thì nằm đây nè. Nay chúng ta vô thì chúng ta sẽ nhập code đó. Rồi ví dụ lấy luôn hả, đây Tân Đấu La Đại Lục gì đây nè. Đó, rồi chúng ta chọn server, hẹn chọn server 10. Đó, rồi ở đây thì chúng ta chọn nhận code. Đấy, đây là nhận code mà sao vô đây là ta thấy code đâu mà kiểm tra. Đó, nhưng mà nhập code là ngay chỗ đó hả. Ok anh em. Ok, làm xong nhiệm vụ lên level 10 rồi hả? Cái bản này vô thì không có ép buộc chúng ta phải làm gì hết anh em. Chỉ cần lên rồi để cho nó chạy hết cái nhiệm vụ rồi nó mở ra mấy cái phần thưởng rồi phần quà rồi nè. Ở đây có shop, bản này hiện tại là hình như là đang có shop ngoại trang luôn nha. Ok, rồi phần thưởng VIP nè nọ. Hiện tại thì heo sẽ không mua gì hết hả? Rồi ok, sẽ để nguyên vị trí cũ. Rồi VIP đồ này nọ. Rồi đây phần thưởng gì đây. Đó. Rồi mua. Chúng ta có thể mua được tinh chất bố hất để mà mua ngoại trang ở ngoài kia trong này luôn hả. Đó. Rồi tướng thì trong này có 3 con. Đấy, giá thị trường rất là rẻ luôn. Đậu xanh, cái này dư sức chúng ta mua một con. Ôi, mua 3 con chứ. Rồi ở đây chúng ta có con Hạo Thiên Đường. Đó, đây là bán giá rẻ luôn. Đồ phòng, con cóc. Nói chung là 3 con tướng đầu thì chắc chắn là anh em sẽ có ha. Đường nào cũng sẽ có thôi. Đó, để dành kim cương mà mua thì cũng có luôn. Rồi đó, phúc lợi đồ này nọ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code. Hiện tại thì heo sẽ có đang 50.000 kim cương trong này hả? Kim cương thì chúng ta có thể mua
Đây, kim cương thì chúng ta có thể đổi về mua bí đồ, mua kim nguyên bảo đồ đen hả? Bây giờ à, nhìn 50 này hả, bây giờ sẽ đi nhập code. Mới xin được cái code. Ok, nhập code xong. Đó, được 20.000 kim cương. 20.000 này chúng ta sẽ vào đây mua cho heo cái gói 20.000 này. Đó, nạp vô. Thì nạp vô chúng ta sẽ được nhân đôi. Đó, mấy cái móc mà ở đây nè. Đó, mấy cái móc này anh em sẽ được nhân đôi hết ha. Đó, đây, hồi nãy nạp có 250. Chúng ta được tặng thêm 250 nè. Tổng là 500.000 kim cương ha. Ok, thôi để đây đi. Đó, được là gần cả 600.000 kim cương. Đó. Ok, lên được VIP 16 hả? Á đồ đồ. Hình như 50 lại đẩy luôn chứ. 50 ở đây 40. Ok. Tài khoản theo còn dư 50. Đó, đẩy luôn lên 1.500.000. Lên VIP 18. Ngon lành liền ha. Đó. Ok, ok. Hình như là còn dư được 10.000. À. Thiệt, dân chơi đâu sợ mưa rơi làm gì đúng không anh em? Tại vì heo cũng thường chơi mấy cái con game ở đây nên là một số cái tài khoản của heo là có sẵn kim nguyên bảo, kim cương đồ trong này. Đó. Nhiều bữa nhập code rồi đâu mua đâu anh em. Vô chơi chút xíu cái đầu ngưng. Rồi ok thì kim cương nó nằm trong đó. Đây. Ok rồi bây giờ VIP 18 rồi, bây giờ mua hết quà VIP ha. Tại quà VIP cũng đang rẻ, mua đi. Đó. Bản này phiên bản 3.0 nha, cho anh em nào chưa biết hả. Thì nghe admin nói là có cập nhật hai con tướng mới. Mà không biết là ở bên con tướng 2S với lại 1S nó có cái gì có mới không. Nhưng mà tướng 3S đồ là chúng ta có một con mới hả. Rồi ok, hết chỗ này. Rồi ra nhận luôn quà nạp nè. Đây. Rồi danh điểm giết đồ. Ok bỏ qua đi. Đấy. Cái này một kim nguyên bảo hả. Ok. Rồi ở đây giờ vô mua đồ hả. Lạnh. Như này là quà VIP hay gì á. À quà nạp anh em. Ok ok. À đây chúng ta có thể mua được bí nè hả. Bí chúng ta sẽ đổi qua đây sẽ bầm 10. Bí thì 700 bí 360. 700 bí mua được khá nhiều ha. 700 bí là chúng ta có thể mua được cái gói 647 tệ này luôn á. Mà còn dư lại cũng khoảng 50 bí á. Đó, là năm gói đó hình như là được 10 triệu kim cương. À, chơi cũng khá là phủ phê đó nè. Rồi, còn chuyện bây giờ là đi mua con hảo hiện đường thôi. Đây là gì ạ? À, anh em nạp đủ thì chúng ta sẽ nhận được con hảo hiện đường này nọ. Giờ mua đồ ở đó. Nhưng mà không, nếu không đủ thì chúng ta mua ở đây. Ở đây rẻ lắm. Nó không có bấm cái nút mà nó bấm như vậy nè. Bà mẹ nó. Con hảo hiện đường hình như là 140. Cái con này là như là 140 á. Cái này nó giỏi con cái là nó không có cho đè anh em. Một là đè, hai là bấm số. Nè nó đâu cho bấm gì đâu. Bà mẹ nó. Ok. Cực có cái là chúng ta phải mua từng mảnh gì thôi. Còn ông nào xiên nữa thì cứ mua mảnh xong vô mua mảnh không thoát ra mua mảnh. Đó, vậy cho nó có gọi là cái độ dân chơi ha. Đó. Ok, đây chúng ta sắp được con hảo hiện đường rồi. Đó, rất là rẻ luôn. Mua trong này là bao rẻ. Đó, đồ trong này bán cũng khá là ngon. Nói chung thì hỏi lực rồi nè, đó, mát luôn. Rồi mảnh tướng 2S nằm đây mát luôn. Đó, rồi thương hành. Đây là quà VIP. Bao. Hay xếp VIP. Vô để mua thêm mấy con dưới này nè. Ủa đâu rồi ta? Chủ trò nó đâu rồi nhỉ? Anh em mới thấy đây mà. Quay qua quay lại thằng nào hốt đó rồi. Không phải đây.
Để đăng nhập, đăng quyền tập. Đây nè, đây nè. Đây. Ở đây thì mua thì nói hơi chát hơn tí hả? Mà ở ngoài này mới có hai con ếch ếch cọc này. Bà mẹ nó. Ở bên kia mua giá rẻ là chỉ có một con hạo thiên đường thôi anh em. Chứ không có mấy con này. Nên là chúng ta mua mấy con này thì chịu khó qua bên này mua giúp heo ha. Ok, nói chung thì đem nó vô cho nó support thì vẫn được ha. Để cho nó support rồi từ từ rồi tích điểm rồi tích lũy đồ này nọ thì vô nâng nó lên thêm. Đó. Hiện tại thì đang chơi được chưa có hai con à, chắc nên mua hai con thôi. Chứ là cái chính là mua mỏi tay quá. Ok, đây chúng ta lên mua tinh chất bố hất nha. Như đất bán nhiều quên rồi ta. Rồi đâu rồi. Hương thạch bán 140, 150 một cái ngoại trang ha. Đồ. Wow, đẹp quá ha. À, như bữa đâu có mấy cái ngoại trang này đâu. Nay nó mới có nè. Cái này ngoại trang thường mà, đây ngoại trang VIP nè. Đó. Đồ trời đẹp trai nhỉ. Bữa có con này không? Có, bữa có con này anh em. Ủa mà cái con mới nó có ngoại trang không ta? Cái con mới mở không có được, chưa có mở được. Đây, được hai con, đáng nó ra là ba con nếu làm xiên vô mua hả? Còn cái con này... Ok, chắc còn lâu lắm mua được nó. Mà... nhu cốt tiểu vũ đó. Với lại chắc là cũng cập nhật một số ngoại trang đồ mới á. Nè đây nè. Đúng rồi cái ngoại trang này nè, ngoại trang này mới nè. Trước thì không có mua được này đâu. Còn con hải thần đường tam thì thua rồi hả? Nó là chắc cũng không có cái nào mới quá. Đúng rồi luôn, nó vẫn có 2-3 cái cũ. Rồi thì nhắc lại thông tin server cho anh em nào muốn chơi và tải về chơi ha. Link thì để dưới phần mô tả. Hiện tại em nó mới cập nhật phiên bản mới 3.0. Thì đây thông tin Tân Đấu La Đại Lục M Team Center ha, chính thức khai mở S11 Hạo Hiên Tâm 11 giờ ngày 11 tháng 9 ha. Đó. Hiện tại thì biết server 11 nó có mở cái thương thành không, nhưng mà hiện tại thì nó đang mở, lúc heo quay video này thì nó đang mở hả, là heo còn mua được cái ngoại trang. Còn sau đó thì lúc open rồi thì anh em nào có mua được thì nếu mua được thì hên, còn nếu không mua không được thôi hả. Ok, đi ra mua cái nào. Ba, ok, dư rồi, dư 160 rồi. Và tất nhiên là sẽ mua cái bộ mới rồi anh em. Mua dạy giùm một bộ cũ, một bộ này đi. Ok. Ủa, mua được chưa? Ui, sức mạnh, chưa mua được. Chưa. Kỳ vậy ta. Ok, thì đây được 160 nè. Nè đây nè có hai cái mới hay gì nè. Đây. Vấn đề. Ok. Giữ lên level 22 hay gì á. Rồi, nói chung thì để tí heo mua rồi xem ha. Rồi còn anh em nào chưa tải và muốn chơi thì tải về ha. Link để dưới phần mô tả nha anh em. Ok, bây giờ chạy nhiệm vụ phó bản đồ này nọ. Để mở thêm auto với là level ra cái.